xin chào mọi người. Hôm nay thì mình quay trở lại để thăm mẹ con chị Máng ở trước nhà thờ, là ở trước chợ Bến Thành đó các bạn. Thì nó nằm ở cuối đường Hàm Nghi, ngay chỗ vòng xoay Quách Thị Trang, ngay chỗ trạm xe buýt mới nè. Thì hôm nay mình quay trở lại để thăm mẹ con chị Máng, với lại gửi cho thằng bé mới bịch sữa. Hiện tại thì hôm nay Sài Gòn cũng khá là nắng. Buổi sáng mình qua thì mình không thấy mẹ con của chị Máng đâu cả. Buổi chiều thì mình quay lại, có lẽ là mẹ con chị Máng buổi sáng đi bán các bạn. Bây giờ buổi chiều mình quay lại để xem thử hai mẹ con chị Máng có về chưa. Đây là đường Hàm Nghi nè các bạn. Bên tay trái các bạn là trạm xe buýt, trước là vòng xoay Quách Thị Trang. Mong là mẹ con chị Máng đã về nơi đó lại rồi. Hồi sáng mình qua thì mình không gặp. Đây các bạn. May quá, về gặp lại rồi. Ê, chị Máng hả? Nhớ em không? Trời, đừng có quậy. Chị Máng nhớ em không? Nhớ. Hôm nay thấy khỏe ra rồi á. Như bệnh thì hôm nay về nhà. Hồi sáng chị đi đâu? Hồi sáng chị đi đâu? Hôm nay chiều chị mới lên bán. Hồi sáng em qua nhưng mà không thấy chị. Em mua mấy bịch sữa nè. Em mua mấy bịch sữa cho con bé nó uống á. Cảm ơn em. Dạ. Nó đang bệnh. Đang bệnh luôn hả? Đang bị tiêu chảy. Hồi sáng em qua em tìm chị để em gửi mấy cái này nè. Nhưng mà không thấy. Cái này bệnh nó lên buổi sáng. Dạ. Với cái mì ơi nó lên. Nó thi nữa. Bé nào? Bé mì chị hai nó. Thi sắp xong rồi. Sao mấy hôm nay không thấy nó lên? Ông bài. Nói học bốn chuyện con ném á, tới 7 giờ nó mới về. Dạ. Em á, con ném á, tới 7 giờ nó mới về. Bữa nay là thấy chị rồi. Tôi ra rồi á. Hôm bữa thấy chị nhện nhạt lắm. Hôm bữa không có lên. Trời ơi, chơi trùm đầu bữa vậy. Buổi sáng luôn. Bữa sáng sớm mình lên đây, bây giờ sáng sớm có lên, nó lên. Buổi sáng chị đi đâu? Ở dưới nhà bè hả? Hôm nay bệnh với nhà với nó. Là chị về nhà bè ở lại rồi. Buổi tối chị có về không? Nói về lúc trước mấy bữa trước á, sáng sớm chị lên đi sớm. Cái bữa bệnh á, chị lên không hỏi nó ở nhà tới trưa mới lên. Rồi mấy hôm nay có ai thăm hỏi có cho gì không chị Máng? Không. Không hả? Hôm bữa lâu rồi cái chị kia lại cho chị 1 triệu. Cho 1 triệu lần. Thì mấy hôm cũng có mấy người gọi điện rồi hỏi chị Máng ngồi ở đâu để người ta qua người ta giúp đỡ á. Hồi sáng em chạy qua 2 lần. Qua không thấy mẹ con đâu hết. Em tưởng là chỗ này nắng quá, chắc mẹ con ngồi chưa được. Em chạy vòng vòng qua đường Hàm Nghi tìm. Uống sữa đi con. Chị lấy cho nó một bịch sữa uống đi. Chị cũng uống đi. Vậy uống suối, uống thuốc. Dạ để dành đi. Dạ. Em gửi cho mấy đứa nhỏ mấy bịch sữa chị, với lại gửi chị 100 nè. Chị để dành mua thuốc với lại mua đồ ăn. Cảm ơn ha. Chị cầm cũng được. Cảm ơn nha. Dạ. Mấy hôm nay ngồi ở đây rồi sao? Có ai quấy rối gì không? Không. Dạ. Thì chuyển qua đây ngồi cho mát ha. Buổi chiều, buổi sáng như ở đây chị không có ngồi. Chiều qua trước nhà thờ, qua trước chợ hả? Bữa cũng có chú đó ghé, chú đó hỏi chú đó với cô nó hỏi phải tin Máng không? Dạ phải. Cái chú đó cho 200 nghìn. Chắc nhiều người biết chị luôn á. 500 kìa, có 500 rớt kìa.
nay chị có đi bán gì không? Mấy hôm nay chị có đi bán gì không? Bán cơm với giấy mà nãy chị mới qua chứ chưa đi mua. À. Ờ, mấy hôm nay có bán giấy số không? Có. Con không bán được, người ta giật bắt của con. Chị có con đi xin tiền về nhà bè. Cho ai con? Cho mấy đứa rồi. Chị máng cho cô á. Chị máng chỉ đi bán giấy số mà chỉ cho cô tiền á. Chị máng chỉ đâu có tiền đâu. Cảm ơn bà nha. Con đi về nhà mẹ. Trời ơi con khẽ xíu à. Có hay gặp cô này không chị máng? Dạ. Thôi hôm nay em qua em thăm chị thấy chị khỏe là được rồi đó. Hôm bữa em thấy chị nhàn nhạt quá. Thấy chị bù đầu bù cổ rồi tưởng chị bệnh nặng á chứ không thấy hồi sáng lên không thấy chị là thấy sao rồi đó. Cảm ơn nha. Thôi chị giữ gìn sức khỏe nha. Thôi con uống đi. Con đi. Sao? Bay gió đi. Bay gió đây biết bay gió không? Biết, em gió à, bay gió nè. Chào. Con nhảy đi, con muốn em chút thôi. Con ca bả đây nè. Ca luôn hả? Ờ, ca bả nha. Trời. Nó tên gì chị? Hai sĩ. Hai sĩ à? Chơi hai. Sẽ vậy hai sĩ vậy? Ông ngoại tới kia ngồi đi. Ngoại cho tiền mua sữa. Ông ngoại đưa giấy 200 ngàn mua cái mua thối, mua cửa 198 ngàn. Ngoại kia hồi mày lấy đi trả 200. Cái Út Đèn đặt hai sĩ. Đặt hai sĩ. Còn chị hai là tên Bé Mi. Bé Mi. Ông ngoại ở trong có tên Phương. À tên Phương. Rồi chị ngoài thì chị giữ đồ đạc cẩn thận nha. Rồi khi nào em rảnh này em qua em gửi cho mấy bịch sữa với lại 100 ngàn vậy đó. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi chú về nha. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye. Hôm nay giỏi nè. Hôm nay giỏi là được nè. Chị mua đồ mới cho nó nè. Mua đồ mới á. À chị mua bao nhiêu tiền? Lấy em mua bộ bộ 50 ngàn. 50 ngàn hả? Mua đồ bộ. Lấy đồ bộ bận cho nó 5 triệu. Lấy đồ mới, giữ vậy luôn hả? Không phải bận có đầm nữa. Bây giờ đi. Ba đi, ba chú về nha. Đó, hôm nay giỏi quá. Thôi em đi chị máng ơi. Cảm ơn nhiều nha. Rồi, bye bye chị. Không cho tiền mà. Cho tiền mà, bye bye đi. Thôi em về chị Máng nha. Chị chào chị Máng. Chị nhớ em không? À, hôm bữa có trò chuyện với chị á thì được một chị ở Hà Nội chỉ gửi cho chị mới bịch sữa. À, hôm nay thì em qua em mua sữa và lại cho chị với lại con. Thằng bé đó rồi chị. Dạ. À, đây là sữa chị để dành ăn rồi uống hàng ngày cho nó khỏe. Hôm nay chị bệnh hả? Chị bệnh gì? Cảm sốt hả? Dạ. Rồi mấy hôm nay có đi bán gì được không? Bữa nay ra sớm mà mấy giờ chị mới bán? Dạ. Có ráng ăn uống gì? Cố gắng nha, ăn uống cho nó đầy đủ. Chị Thơ ở Hà Nội á, chị có gửi chị cho chị chăm đó nè. Chị cố gắng mua thuốc men rồi vô. Chị ha. Chị cầm đi. Dạ. Rồi mấy hôm trước con bé đi học có lên không chị? Không, bệnh không cho nó lên. À chị bệnh nên không cho nó lên. Dạ. Ờ, đây nè. Rồi sáng giờ người cha ta cho bánh mì hả chị? Dạ. Thì mọi người đi đường sang chỗ chị Máng thấy chị Máng cũng thương nên gửi cho chị Máng ít đồ ăn vậy á. Thôi chị Máng cố gắng nha. Em trao cho chị 4 bịch sữa có sữa dung mốt Milo rồi đó. Cảm ơn nha. Dạ. Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn chị. Dạ chị Thơ ở Hà Nội.
dạ. Cầm tiền đó cho mua đồ cho nhỏ ăn. Anh khuyên chị cố gắng giữ gìn sức khỏe để làm ăn nuôi mấy đứa nhỏ. Nghe anh nói vậy tôi cảm ơn anh nhiều. Dạ. Thôi chị Mãn cố gắng nha, em qua em thăm chị với tại trao ít quà vậy thôi á. Rồi ăn uống cho khỏe rồi lo cho. Dạ. Đó. Dạ, chào chị Mãn nha. Dạ dạ. Hôm nay cũng khá là vui khi mà gặp lại mẹ con chị Mán. Cảm thấy mẹ con chị Mán hôm nay đã rất là tươi tỉnh ra hơn trước nhiều rồi. Ngày đầu tiên mà gặp á, nhìn mẹ con chị Mán rất là xanh xao và lại nhìn kiểu như rất là mệt mỏi á. Thì lần thứ hai quay lại thì gặp lại chị Mán thì cũng khá là như giống lần trước, khá là mệt, ngồi gục đầu ở bên góc đường trước chợ Bến Thành. Hôm nay thì là lần thứ ba mình quay lại và tiếp tục gửi cho hai mẹ con những món quà nhỏ nhỏ, mong phần nào hai mẹ con cố gắng hơn trong cuộc sống mưu sinh ở Sài Gòn. Hôm nay thì có vẻ như chị Mán rất là tươi tỉnh hơn trước. Chị Mán nói đã về nhà nghỉ dưỡng được mấy hôm, tại vì mấy hôm trước bị bệnh đó các bạn. Thì như vậy là cũng khá là ổn rồi, cũng khá là được rồi. Mình thấy vui khi hai mẹ con đều khỏe lại. Cũng nhân đây cảm ơn các anh chị mạnh thường quân đã hỏi thăm động viên mẹ con chị Mán, cũng như là trực tiếp đến gặp chị Mán để ủng hộ cho mẹ con chị Mán có những cái bữa cơm no. Hiện tại thì bây giờ mình sẽ chạy về nhà lại rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Beep, 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 beep.